Sáng ngày 4 tháng 9, Trường Trung học Phổ thông Tân Lạc đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020, đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia và kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường năm 1974-2019. Dự chúc mừng đánh trống khai trường có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc. Trường Trung học phổ thông Tân Lạc, huyện Tân Lạc được thành lập năm 1974. Trong suốt chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển, cùng với những thăng trầm của lịch sử, nhà trường đã trải qua nhiều lần chuyển địa điểm với nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tuy nhiên, bằng ý chí quyết tâm và nghị lực của mình, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến nay, nhà trường được đầu tư xây dựng cơ sở mới khang trang, hiện đại tại xóm Định, xã Mã Đức, đáp ứng được nhu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục huyện nhà trong giai đoạn mới. Chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được khẳng định, xứng đáng với vị thế của một trường có bề dày truyền thống. Riêng 2 năm học 2017-2018 và 2018-2019, nhà trường đã vươn lên đứng ở top đầu trong khối thi đua các trường trung học phổ thông của tỉnh và được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu. Ghi nhận những thành tích và sự lớn mạnh không ngừng của nhà trường, ngày 16 tháng 1 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ký quyết định số 103 công nhận trường Trung học phổ thông Tân Lạc đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Bước vào năm học 2019-2020, trường Trung học phổ thông Tân Lạc quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện nhằm giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng nhà trường thành một địa chỉ tin cậy của học sinh và đồng bào các dân tộc trong huyện. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, chặng đường 45 năm qua, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đã làm tròn sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho địa phương. Đồng chí ghi nhận, biểu dương thành tích mà tập thể thầy và trò trường Trung học phổ thông Tân Lạc đã đạt được trong những năm qua, đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, trong đó tập trung làm tốt các nhiệm vụ cụ thể như tập trung thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục thực hiện công tác xây dựng đội ngũ và phát triển đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong mọi hoạt động của nhà trường, tăng cường kỷ cương nề nếp trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tiên tiến. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, tập trung đổi mới chương trình giáo dục của nhà trường theo quy định, dạy và học theo định hướng phát triển toàn diện, gắn chương trình giáo dục phổ thông với rèn luyện kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp, tăng cường kỹ năng tư duy, phát triển năng lực, thể chất, khả năng làm việc của nhóm, tìm hiểu kiến thức về lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa của địa phương và của Tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ, thông tin, nâng cao chất lượng quản lý dạy và học, tạo điều kiện động viên cán bộ giáo viên tự học và tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của chính mình.